Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thảo cầm viên Sài Gòn mở cửa đón khách lại sau gần 6 tháng đóng cửa để phòng dịch. Mỹ, Nhật Bản, Anh và Belarus chính thức đồng ý công nhận hộ chiếu vaccine Việt Nam. Lâm Đồng giải tỏa những căn nhà cuối cùng tại làng biệt thự dưới chân núi Voi. Oxford thử nghiệm một loại vaccine COVID-19 dạng xịt mũi của hãng AstraZeneca. Thành phố Hồ Chí Minh liên tục có khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Thế nhưng tại nhiều địa điểm công cộng, người dân bắt đầu có tâm lý chủ quan khi không thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành y tế, nhất là thông điệp 5K. Trong sáng nay, đội quản lý trật tự đô thị phường Đa Cao, quận 1 phát hiện gần 10 trường hợp vi phạm phòng chống dịch trên tuyến đường Hoàng Sa. Một số điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống khác trên địa bàn vẫn còn nhiều thiếu sót như chưa công khai công suất phục vụ của quán theo hướng dẫn của Bộ Tiêu chí, chưa có mã QR khai báo y tế. Hôm nay thì quán em đang thiếu mã QR và phương án tổ chức hoạt động kinh doanh. Và trong ngày hôm nay thì em sẽ làm cái bộ phương án đó gửi lên cho ủy ban và thực hiện. Sau này sẽ làm một cái thông báo lớn hơn và chi tiết hơn, rõ ràng hơn để khách hàng có thể nhìn nhận rõ ràng hơn khi mà đến sử dụng dịch vụ tại quán. Trong 2 tuần qua, ca nhiễm tại thành phố có dấu hiệu tăng trở lại. Y tế, đối với những người mà thực hiện không nghiêm, ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn phải thực hiện đúng cái việc là xử phạt. Số lượng người được tiêm vaccine đạt được tỷ lệ cao khiến người dân thêm chủ quan. Đây là điều đáng lo ngại về nguy cơ dịch bệnh dễ bùng phát lại như hiện nay. Thảo cầm viên Sài Gòn mở cửa đón khách lại từ hôm nay, sau gần 6 tháng đóng cửa để phòng dịch COVID-19. Việc mở cửa này là tín hiệu mới nhất về sự hồi sinh các hoạt động đời sống kinh tế du lịch của thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện chung sống an toàn với dịch bệnh. Ai cũng cảm thấy vui khi được tận hưởng không gian xanh mát, yên bình, hòa mình vào thiên nhiên của lá phổi xanh giữa lòng thành phố. Những vị khách nhí không giấu được sự thích thú, phấn khích. Cũng phải ráng thu xếp công việc để cho bé có những cái kiểu dạng cái tuổi thơ của bé nó không thể nào lãng phí được. Công tác đảm bảo an toàn phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt đối với toàn bộ nhân viên lẫn khách tham quan. Người lớn bắt buộc phải có thẻ xanh COVID. Khách đến Thảo cầm viên Sài Gòn thì phải tuân thủ là mang khẩu trang, phải có cái tiêu chuẩn là thẻ xanh hoặc là đã tiêm ngừa 14 ngày. Nếu mà một mũi hoặc là đã hết bệnh trong vòng 6 tháng thì em có thể đến Thảo cầm viên. Nhưng mà nếu mà tốt là phải có cái xét nghiệm âm tính. Thảo cầm viên Sài Gòn với tuổi đời 157 năm là nơi có bộ sưu tập bảo tồn động thực vật phong phú. Đây cũng là điểm đến vui chơi, giải trí, tham quan, giáo dục được rất nhiều người dân và khách du lịch ưa thích. Mỹ, Nhật Bản, Anh và Belarus đã có thông báo chính thức về việc đồng ý công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam với một số tiêu chuẩn cụ thể liên quan tới chủng loại vaccine. Nhiều quốc gia khác cũng đang tích cực xem xét công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Theo Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, trong buổi họp báo chiều ngày 4 tháng 11, ngoài Mỹ, Nhật Bản, Anh và Belarus, còn có Ấn Độ cũng đã đồng ý về mặt nguyên tắc. Các đối tác khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước ASEAN và Liên minh châu Âu đều xem xét tích cực và chờ Việt Nam ban hành giới thiệu mẫu hộ chiếu vaccine thống nhất. Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực trao đổi để sớm ban hành mẫu hộ chiếu vaccine theo tiêu chuẩn quốc tế và Bộ Ngoại giao đang khẩn trương trao đổi với 80 đối tác để đẩy nhanh việc công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương chỉ đạo tổ chức xác minh sự việc đã tiêm nhầm vaccine Comirnaty của hãng Pfizer-BioNTech cho 18 cháu bé từ 2 đến 6 tháng tuổi, kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn tới sai sót và xác định rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan và xử lý theo quy định. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 3 tháng 11, trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai đã tiêm nhầm vaccine Comirnaty của hãng Pfizer-BioNTech cho 18 cháu bé từ 2 đến 6 tháng tuổi. Ngày 4 tháng 11, sự cố trên được phát hiện và báo cáo tới Sở Y tế Hà Nội. Thưa quý vị, tại Bệnh viện St. Paul, Hà Nội, đến sáng nay, sau 48 giờ tiêm, hầu hết các trẻ đều tỉnh táo, ăn bú tốt. Một số cháu có biểu hiện sốt, quấy khóc, kém ăn, đã đỡ. Các bác sĩ và điều dưỡng tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe và chăm sóc kịp thời cho các cháu, hỗ trợ tư vấn cho các phụ huynh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng sáng nay đã tổ chức lực lượng cưỡng chế giải tỏa những căn nhà cuối cùng tại làng biệt thự dưới chân núi Voi thuộc tiểu khu 268, xã Hiệp An. Đây là những công trình xây dựng trái phép trên đất rừng lấn chiếm từ nhiều năm qua.
Trong 6 ngôi nhà được tháo dỡ, có 3 ngôi nhà không xác định được chủ sở hữu, dù chính quyền địa phương đã ra thông báo nhiều ngày. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng đã ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ, trả lại nguyên trạng đất và bàn giao cho đơn vị quản lý. Trước mắt là giải tỏa đối với các cái công trình của các cái đối tượng là người ngoài địa phương đến là sang nhường lại đất trái phép của các hộ đồng bào dân tộc với mục đích ở và sản xuất nông nghiệp. Sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục giải tỏa một công trình trong phạm vi này. Đối với các cái công trình còn lại để chúng tôi tiếp tục rà soát để báo cáo là cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Theo thống kê, tại làng biệt thự dưới chân núi Voi có trên 50 ngôi nhà, trong đó có 23 căn nhà do người từ nơi khác tới mua bán xây dựng trái phép. Số còn lại là công trình của người dân địa phương sinh sống từ lâu. Chính quyền địa phương đã lập hồ sơ xử lý, vận động và cưỡng chế tháo dỡ được 22 công trình trái phép. Liên quan đến phiên sơ thẩm xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm và các đồng phạm về đưa nhận môi giới hối lộ, chiều nay đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị mức án. Cụ thể, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị đề nghị mức án từ 13 đến 15 năm tù, với Vũ Nhôm từ 7 đến 9 năm tù, còn với Hồ Hữu Hòa mức án bằng thời gian tạm giam. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị hội đồng xét xử truy thu 5 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Trong vụ án này, Vũ Nhôm bị cáo buộc tội đưa hối lộ, Hồ Hữu Hòa bị cáo buộc tội môi giới hối lộ và Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an bị cáo buộc tội nhận hối lộ. Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Hữu Hòa thừa nhận hành vi phạm tội theo bản cáo trạng quy kết, còn Nguyễn Duy Linh và Phan Văn Anh Vũ ban đầu không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau nửa ngày xét xử, cả bị cáo Nguyễn Duy Linh và Vũ Nhôm đã thừa nhận hành vi đưa nhận hối lộ với số tiền 5 tỷ đồng như cáo buộc. Trong vụ án này, bị cáo Hòa có vai trò trung gian chuyển túi quà 5 tỷ đồng của Vũ cho Linh. Sau khi biết Vũ sắp bị khởi tố bị can, Linh báo tin cho Vũ bỏ trốn sang Singapore. Đưa ra nhận định giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các lời khai chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đại học Oxford thử nghiệm loại vaccine COVID-19 dạng xịt mũi của hãng AstraZeneca. Mỹ giới thiệu rằng con tàu vũ trụ đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ phòng vệ trái đất. Thưa quý vị, các nhà khoa học tại Đại học Oxford mới đây đã khám phá ra một gen có thể tăng gấp đôi nguy cơ suy hô hấp và tử vong ở các bệnh nhân COVID-19. Theo nghiên cứu, có đến 60% người Nam Á mang loại gen này. Trong khi nhóm người gốc châu Âu có gen này chiếm 15%, còn người Caribe gốc Phi và Đông Á lần lượt chiếm khoảng 2% và 1,8%. Gen LZTFNL1 có thể khiến phổi dễ bị tác động bởi virus SARS-CoV-2. Loại gen này phá hỏng một cơ chế khiến các tế bào trong phổi không thể tự phòng vệ trước COVID-19. Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định vaccine là chìa khóa quan trọng để giảm thiểu nguy cơ này. Việc khám phá ra gen LZTFNL1 được kỳ vọng sẽ giúp giới khoa học phát triển các loại thuốc tập trung nhiều hơn vào hệ hô hấp, trong khi các loại thuốc hiện nay chủ yếu chỉ tập trung vào hệ miễn dịch. Các nhà khoa học Đại học Oxford đang thử nghiệm một loại vaccine COVID-19 dạng xịt mũi của hãng AstraZeneca, không chỉ giúp nhiều người tiếp cận vaccine một cách dễ dàng, đội ngũ nghiên cứu còn hy vọng vaccine này sẽ có thể kích thích phản ứng mạnh hơn từ hệ miễn dịch so với dạng tiêm. Leo Hopkins đã được tiêm đủ liều vaccine, là một trong 30 người tham gia cuộc thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine dạng xịt của AstraZeneca. Anh chia sẻ rằng không hề cảm thấy mũi bị kích thích, mùi vị thì ngọt giống đường. Mục tiêu chính của giai đoạn này là đảm bảo tính an toàn trước khi bước sang giai đoạn tiếp theo. Các chuyên gia tại Đại học Oxford nhận định vaccine AstraZeneca dạng tiêm vẫn còn chỗ cần phải điều chỉnh. Vaccine hiện tại có thể tác động tới khả năng lây nhiễm của virus, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Chúng tôi tin rằng vaccine dạng xịt có thể kích thích miễn dịch ở mũi, từ đó ngăn chặn lây nhiễm hiệu quả hơn. Các tình nguyện viên tham gia có độ tuổi từ 18 đến 40 và sẽ được theo dõi trong 4 tháng, đặc biệt là phản ứng của hệ miễn dịch, độ an toàn và các tác dụng phụ. Chính phủ Anh cũng vừa cấp phép sử dụng thuốc viên kháng virus Monopiravir điều trị COVID-19 qua đường uống. Thuốc do công ty dược Merck phát triển cùng với Ridgeback Biotherapeutics, với tên tại Anh là Lagevrio.
Ngày 4 tháng 11, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã giới thiệu con tàu vũ trụ đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ phòng vệ trái đất, được đặt tên là DART. Nhiệm vụ dự kiến được triển khai vào cuối tháng này. DART sẽ thực hiện một nhiệm vụ tự sát. NASA muốn biết liệu con tàu này khi đâm vào một tiểu hành tinh có thể làm thay đổi hướng bay của nó hay không. Đội ngũ vận hành DART cho biết con tàu sẽ được phóng vào ngày 24 tháng 11 nhắm vào tiểu hành tinh Didymos và vệ tinh của nó là Dimorphos. Cả hai tiểu hành tinh này đều không đe dọa đến trái đất. Chúng tôi không muốn rơi vào trường hợp khi một tiểu hành tinh di chuyển hướng đến trái đất rồi mới tiến hành thử nghiệm. Chúng tôi muốn xem phản ứng khi DART đâm vào một tiểu hành tinh sẽ như thế nào. Theo kế hoạch, DART sẽ được phóng tại căn cứ không quân Vandenberg ở bang California và dự kiến tiếp cận Dimorphos và Didymos với tốc độ khoảng 24.000 km/h vào mùa thu năm 2022. Nghệ sĩ nổi tiếng người Anh Debbie Wyndham tiếp tục giới thiệu một tác phẩm đắt sắc ra miếng. Chiếc khung tranh được đính hơn 10.000 viên kim cương và ước tính trị giá ít nhất 1,5 triệu bảng. Chiếc khung tranh hình tròn được đính kim cương với hình ảnh của một chiếc đồng hồ số La Mã. Bên trong là một bức tranh sơn dầu của tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa do chính cô tự vẽ. Tôi nghĩ đây là chiếc khung tranh đắt nhất thế giới. Tôi luôn thích sáng tạo cùng với những viên kim cương, nhưng đây là bức tranh đầu tiên của tôi được trưng bày. Những viên đá đẹp nhất của tác phẩm gồm 5 viên kim cương trắng không tì vết, mỗi viên nặng 4 carat và trị giá 250.000 bảng. Ngoài ra còn có 6 viên đá sapphire, mỗi viên nặng 6 carat và trị giá 80.000 bảng. Khung tranh kim cương nằm trong một bộ sưu tập khung và tranh vẽ được trưng bày tại Dubai. Khách tham quan có thể mua các tác phẩm này. Là nghệ sĩ đắt đỏ nhất thế giới, Debbie Wyndham liên tục lập kỷ lục về những tác phẩm phá kỷ lục thế giới về giá trị, từ thời trang cho đến bánh kem. Tình trạng trộm cắp tấm chắn tại các hố ga không những gây mất mỹ quan đô thị, ách tắc hệ thống thoát nước mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Mới đây, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ một đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm tấm lưới sắt nắp cống thoát nước trên nhiều tuyến đường ở thành phố. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Phạm Anh Tuấn, 32 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông, là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay, đến thành phố Buôn Ma Thuột sống lang thang trong thời gian gần đây. Tuấn thường lấy trộm những tấm lưới sắt ở các điểm cống thoát nước, rồi mang đi bán phế liệu, lấy tiền mua ma túy để sử dụng. Từ cuối tháng 9 năm 2021 đến nay, Tuấn đã trộm 12 tấm lưới sắt nắp cống, làm thiệt hại gần 45 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận còn gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Cũng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 11, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố phát hiện tại một quán karaoke trên đường Lý Thái Tổ, phường Tân Lợi, có 8 người tụ tập ăn uống, hát karaoke, vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc và biên bản vi phạm của từng cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng y tế cũng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 toàn bộ người vi phạm. Từ đầu tháng 10 đến nay, để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, thành phố đã quy định tạm dừng hoạt động dịch vụ karaoke. Gần cuối giờ sáng nay, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại một công ty chuyên gia công chế biến đồ gỗ xuất khẩu tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, như tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10 giờ 29 phút, lửa bùng phát kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Củ Chi, quận 12, Hóc Môn, đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực 34, phòng PC07 gồm 19 xe cùng 112 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đến 12 giờ 25 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn 6.200 trên 14.000 mét vuông nhà xưởng. Lực lượng khống chế ngăn chặn không cháy lan sang các công ty và nhà dân xung quanh. Nguyên nhân đang được điều tra. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong một ngôi chợ tự phát ở quận 10. Hàng chục chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đã được điều động đến hiện trường dập lửa. Khoảng 12 giờ trưa nay, lửa phát ra từ tầng 3 căn nhà trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12. Nhiều người cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Ít phút sau, đám cháy bao trùm cả tầng, kèm nhiều tiếng nổ khiến hàng chục người trong khu dân cư và buôn bán xung quanh tháo chạy. Gần 30 chiến sĩ cùng nhiều xe được điều đến hiện trường dập lửa, tránh lan sang căn nhà bên cạnh. Hỏa hoạn không gây thương vong nhưng thiêu rụi một số tài sản.
Nguyên nhân bước đầu được xác định có thể do chập điện. Chiếc xe tải gặp sự cố lật chắn ngang quốc lộ 1 khiến giao thông ùn ứ nhiều km trong nhiều giờ. Vụ việc xảy ra vào trưa nay đoạn qua địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ trưa, xe tải loại 1,9 tấn chạy theo hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận Bình Tân. Khi xe vừa qua cầu vượt Quang Trung quận 12 khoảng 200 m thì bất ngờ gặp sự cố, xe chao đảo lật ngang. Tài xế kẹt trong cabin được người dân hỗ trợ giải cứu ra ngoài. Tại hiện trường, xe tải hư hỏng nằm chắn ngang trên làn ô tô, đầu xe vắt qua giải phân cách cứng. Ảnh hưởng từ sự cố khiến giao thông trên quốc lộ 1 hướng đi về quận Bình Tân ùn ứ kéo dài nhiều km trong nhiều giờ. Hơn 14 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường mới được giải quyết xong, giao thông dần ổn định trở lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Chúc quý vị có một buổi tối với thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt.